bạn trốn học không? Cho nên bạn không biết là đúng rồi. Yeah, mình thành công rồi. Ai gọi đó? Đéo là thỏ. Cho xem tay. Đéo là mai. Cho xem gạt. Đéo là tiên. Nếu là tiên thì hãy tự dùng phép của mình để biến qua cánh cửa đi. Ta là bà Thị Tiên chứ không phải là bà Tiên, em không biết được. Ô, mình quên, đây chính là bạn Tiên chứ không phải là bà Tiên. Chắc là bạn ấy đến để xem mình làm slime như thế nào rồi. Mở cửa cho bạn ấy thôi. Xin chào bạn Kem Bơ. Chào bạn Tiên, mời vào, mời vào. Bạn luyện tập thế nào rồi? Chuẩn bị cho đợt restock đầu tiên chưa? Bạn yên tâm đi, mình đã sẵn sàng rồi. Yeah. Nhưng mà có một vấn đề. Vấn đề gì? Mình đã quên mua keo quay phim rồi. Đừng có lo, mình sẽ đặt chú quay phim cho. Được không đó? Tất nhiên rồi, mình quay được mà. Vậy thì còn chơi gì nữa? Bạn hãy sẵn sàng quay phim cho mình đi. Mình sẽ chuẩn bị slime để cho kỳ restock lần này. Let's go. Bạn lấy slime ra đi, mình chuẩn bị máy quay phim. Ok, mình sẽ lấy slime ra. Mình háo hức quá. Có rồi, slime đây. Mình sẽ lấy cái bàn nữa. Yeah, có cái bàn rồi. Khi có bạn... slime luôn. Ok, mình đã sẵn sàng rồi. Bạn sẵn sàng chưa? Chờ một chút, mình chỉnh sáng lại. Ok, 1 2 3. Trời ơi, action sao mà giống phim hành động quá. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Thiên Hạ Đệ Nhất Slimer. Đây là video restock đầu tiên của mình, cho nên mình hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ mình nha. Và nếu mà các bạn muốn đặt hàng thì các bạn có thể đặt qua Instagram, Facebook hay là website của mình www.thienhadenyetslimer.com.canh.muối tiêu.hỏi. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu research này thôi. Let's go. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một slime basic. Slime này có tên gọi là không đẹp không lấy tiền. Ủa sao? Bởi vì nó rất là đẹp. Nếu mà không đẹp thì mình sẽ không lấy tiền các bạn đâu. Đây này các bạn ơi, nó rất là đẹp luôn. Xíu đặc luôn nha. Đặc còn hơn là sữa ông thọ nữa đó. Bây giờ để mình chơi thử cho các bạn xem nha. Đó, đặc quá trời đặc luôn. Bây giờ mình sẽ bóp bong bóng nha. Bóp bong bóng đi. Có bạn nào thích bóp bong bóng không? Wow, rất là đặc, rất là dẻo luôn. Đó, các bạn thấy đã chưa? Tiếng kêu của nó siêu đã luôn. Nghe tiếng bóp, bập, bập, bập. Nghe giống như là tiếng... À, quên. Thôi mình ngại quá, mình không dám nói đâu, các bạn biết mà. Thấy chưa, nghe tiếng khá đã luôn. Cái này không phải là mình đâu nha, cái này chính là ổ slime. Tiếp theo slime thứ hai, trợ lý đâu? Trợ lý. Ủa, bạn có trợ lý hả? Trợ lý là bạn đó. Trời ơi, từ huấn luyện viên làm slime, bây giờ dán chất xuống chú quay phim, rồi còn bây giờ làm trợ lý luôn. Bạn nói nhiều quá, đưa slime cho mình đi. Wow, nhìn ngon chứ này các bạn. Slime này rất là hấp dẫn luôn. Có màu trắng và màu cà phê. Bây giờ các bạn nhìn, các bạn tưởng tượng đây là slime gì? Sô-cô-la. Không phải sô-cô-la. Cà phê. Không phải cà phê. Kẹo ca cao. Không phải kẹo ca cao luôn, mà nó chính là slime. còn màu nâu tượng trưng cho cá kho. Đó, nhìn rất là đẹp luôn này các bạn. Wow. Thích chưa? Các bạn nhớ đặt slime này nha, nếu mà các bạn thích ăn cá kho tộ hay là đặt cho mẹ các bạn cũng được. Trợ lý đâu cho mình slime thứ ba nào. Đẹp chưa các bạn? Slime này rất là xinh luôn và rất là nổi ha. Có tên gọi là chuối thơm ngon. Oops. Chuối thơm ngon tượng trưng cho các vị thần tiên. Ủa, thần tiên? Có thấy cái gì mà liên quan đến thần tiên đâu. Vậy là bạn biết rồi. Vậy bạn giải thích cho mình đi chứ. Bạn không có đi học phải không nè? Bạn trốn học không? Cho nên bạn không biết là đúng rồi. Nhắc tới slime này thì mình hơi buồn, tại vì mình học kém lắm, cho nên mỗi lần có kỳ thi thì mình rất là sợ luôn. Sợ bị thi điểm thấp đó, rồi bị ở lại lớp nữa. Vậy thì sao chứ? Vậy mới nói, mỗi lần mà sắp đến kỳ thi thì mình sẽ nhờ mẹ mình đi chợ mua cho mình một nải chuối xanh. Mua cái nải chuối xanh làm cái gì? Trời ơi, đúng là bạn không đi học không biết mà. Mua nải chuối về để cúng thiên thần nè, tổ tiên, ông bà, cúng ông thổ địa nè, nói chung là cúng hết, miễn sao mình được lên lớp thôi. À, hiểu rồi. Ủa, mà có hiệu nghiệm không? Mình không biết có hiệu nghiệm không, nhưng mà mình ở lại lớp hơi bị nhiều rồi. Tiếp tục, slime tiếp theo đi. Tiếp theo hả? Hết rồi. Trời ơi, restock mà có 3 slime là sao? Vậy mới đặc biệt chứ. Ừ, cũng được. Vậy bạn kết thúc cái video này đi. Ok các bạn ơi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem restock của mình nha. Các bạn đừng quên cho video này một like thật to, và đừng quên đặt hàng ở trên website của mình www.thienghadenhnhất.slime.com.canh.muối tiêu.hỏi. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong restock tuần sau. Bye bye. Yeah, xong rồi. Trời lý ơi, nhanh lên, up lên YouTube đi. Mình háo hức quá, nhanh lên, muốn trở thành slime nổi tiếng. Nhanh lên đi. Trời lý ơi, xong chưa? Bạn up xong chưa vậy? Mình háo hức quá à. Rồi, xong. Vậy thì nhanh lên, qua bên đấy coi nè. Để mình mở lên xem. Có ai coi chưa? Nhìn lên đi. Trời ơi, quá trời người coi luôn. Mình nghi ngờ quá. Trời ơi, 7 triệu lượt xem luôn. Yeah, mình thành công rồi. Để vào xem bình luận nha. Ngủ đi mà làm sao nhé. Trời ơi, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi sao? Chơi kia quá đi. Ăn cà chua à? Các em ơi, chị Kem Bơ hy vọng là các em thích video này nha. Chị Kem Bơ bây giờ sợ luôn rồi. Yeah, nếu mà các em thích những video như thế này nữa thì các em đừng quên cho chị Kem Bơ và chị trợ lý một like thật to nha. Và bây giờ thì tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào lúc 4 giờ chiều mỗi ngày. Bye bye. Chị Kem Bơ đi ăn